Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay bên Huy tiếp tục đang lắp đặt một cái cấu hình âm thanh để chuẩn bị chủ nhật tuần này sẽ đi bàn giao cho khách hàng ở tại Đồng Nai. Thì những khách hàng nào chúng ta đang quan tâm về những cấu hình âm thanh mini đi show khoảng tầm 250 khách thì mọi người có thể là tham khảo cái combo này nhé. Một cái combo nhỏ gọn này, dễ dàng vận chuyển này và đặc biệt là chất âm rất là hay. Toàn bộ là xử lý ở trên thiết bị của Wonderfield hết ha mọi người. Bây giờ thì Huy sẽ test thử cho mọi người nghe cái chất lượng âm thanh của bộ âm thanh này. Mọi người có cảm nhận gì thì hãy comment bên dưới video để cho Huy biết nha. Ok. Của cái combo âm thanh mini của bên Huy đúng không ạ? Thì combo này là sử dụng là đồng bộ loa của AD hết rồi ha mọi người. Loa full 40 của AD. Cái cấu hình này thì Huy đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Củ loa bass 40 neo và chép 850 thì đồng bộ là loa của AD. Thì cái chất lượng âm thanh mọi người có thể thấy là nó tiếng nó rất là sáng, nó thoát đúng không ạ? Và mình hát cảm giác nó rất là nhẹ. Và cái chiếc súp này thì đánh rất là uy lực và Huy cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đây là chiếc súp hầm 50 của AD, cấu hình là từ 220 và cùng 100. Chung là đồng bộ là loa AD hết rồi thì chúng ta không có gì để bàn nữa không ạ. Và cái cấu hình dàn máy thì cái combo này thì mọi người nhìn nó khá giống cái combo mà Huy đã bàn giao cho anh Lê Giang ở tại Đồng Nai. Nhưng mà trong cái quá trình mà anh khách tìm hiểu và tham khảo thì anh khách đã quyết định là thay đổi cái thiết bị xử lý cái con vang số lên một dòng vang số cao cấp hơn để có thể là cải thiện chất lượng âm thanh nó tuyệt vời hơn nữa. Combo âm thanh này thì bên Huy đang sử dụng mixer Soundrap MX12 để lấy tiếng nhạc ha mọi người. Và đây bên dưới toàn bộ những thiết bị là rất là gọn gàng rồi. Và bên Huy đang lắp một cái tủ rất là lớn, tủ này là tủ 16U. Thì cái tủ này sau này thì anh em chúng ta có thể là nâng cấp thêm đẩy này, nâng cấp thêm một con đẩy đến súp nữa thì mọi người gắn vào đây rất là phù hợp đó. Cấu hình này thì sử dụng quản lý nguồn điện Wonderfield 802, micro Wonderfield 720 và đây linh hồn của cái dàn máy này nó nằm ở cái con vang số này. Đây là dòng vang số Wonderfield 950 Bluetooth, thì đây là một dòng vang số chính hãng. Và hiện tại thì nó cũng là cái dòng vang số cao cấp nhất của bên Huy, của cái dòng Wonderfield cho đến thời điểm hiện tại. Đó, toàn bộ là xử lý trên con này. Và Huy sẽ móc lên cái bàn mixer này để làm effect rời. Tại vì bản chất của cái con Soundrap này á, cái tiếng nhạc nó rất là dày, rất là lực. Nhưng mà cái tiếng effect ấy, nó chỉ có một effect thôi. Chính vì thế là mình sẽ móc effect lên cái bàn mixer này, mình làm effect rời á. Thì sau này mình sử dụng rất là dễ. Mình có thể điều chỉnh lớn nhỏ ở trên này, chỉnh echo, chỉnh reverb riêng hết toàn bộ. Khách hàng chúng ta đi show cũng rất là dễ làm. Và đẩy thì đương nhiên rồi, vẫn là một con đẩy công suất lớn PD4080. Con này thì có thể là đánh phù hợp cho hai cặp loa full 40 AD và một cặp súp hầm AD cùng 100 giống như thế này nha. Và bên Huy thì vừa rồi thì mọi người mới theo dõi bên Huy thì bên Huy mới cho ra mắt
một dòng sản phẩm đẩy 4 kênh của Wonderfuel. À, cái model mới, đây là model, à, xin mời camera nhẹ quay ra đây, vì sẽ nhẽ hàng cho tất cả mọi người. Đây là dòng Wonderfuel, à, hàng chính hãng mới nhập về, Wonderfuel 9400 4 kênh. Thì con này nó có công suất rất là lớn, nó lớn hơn cái dòng PD4080 nữa. Thì với con đẩy này thì anh em chúng ta có thể là đánh súp côn 125 luôn. À, một con đẩy này có thể là sử dụng tốt cho hai cặp full đơn, à, hai cặp full đơn AD giống như thế này, và súp hầm của AD côn 125 luôn. Còn với dòng đẩy AD PD4080 thì chúng ta sẽ sử dụng súp côn 100 ha. Thì nếu anh em nào chúng ta có điều kiện thì mọi người có thể là cùng cấu hình này, mọi người có thể là nâng cấp lên cái dòng đẩy 4 kênh của Wonderfuel 9400 nữa, thì chất âm nó sẽ tuyệt vời, uy lực hơn, và sau này chúng ta nâng cấp thêm nó thì nó cũng đảm bảo hơn nữa cho chúng ta nha. Còn hiện tại thì combo này thì dùng thì quá là chất rồi, không có gì để nói. Súp lực, phun sáng, đi xa. À, bây giờ mọi người xem Huy setup thử tiếng micro mình nghe thực tế ở trong nhà nhé, tại vì mình sử dụng vang số mà. Đối với con vang số này á, thì mình sẽ setup được rất là nhiều chương trình. À, mình có thể là sử dụng trong nhà, sử dụng ngoài trời được. Thì hiện tại thì bây giờ là không gian trong nhà, Huy sẽ setup và cân chỉnh cho mọi người một cái chương trình để chúng ta sử dụng trong nhà, để mọi người nghe thử cái chất lượng âm thanh khi mình dùng trong nhà. Và hôm Chủ nhật bên Huy sẽ bàn giao cho anh khách hàng tại Đồng Nai, sẽ bàn giao ngoài trời. Thì lúc đó sẽ có cái clip cho mọi người xem bên Huy setup cái bộ này và test thực tế ngoài trời xem cái chất lượng âm thanh nó cho ra như thế nào nha. À, bây giờ xin mời mọi người theo dõi bên Huy setup tiếng micro nha. Con tim bên anh lòng em niềm đau hay bao mặt đông, bước chân anh đi về chẳng còn anh mong được sắm hai ba năm dòng tiền giờ nghe tin em đi theo chồng, nước mắt hoa tiếng đau người đành sao bao ngày trong bóng ngóng lại giờ về thì không ai chờ giọt buồn rơi xuống đưa tay giấu đi bộ đi thang đem niềm tin ra vượt xa trái tim người gắn quê nhà giờ về đây lấy em đem phước cho người ta cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu đơn phương tàn hoa phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được niềm mong bao nhiêu lần đã đi gần về đây giấu những hoa đầu chẳng âu lo bên nhau hát vang bóng hồn đến đâu lại lo mười hai bên phố cùng trăng giờ em sẽ vui nhiều không hay là nước mắt ướt đi trong thầm thương đau trái ngang lòng tôi người dân xa tôi lâu yên ta bay về một hành tinh xa đầy rối gian tôi đi lang thang bằng tìm đẹp tôi luôn đau đớn thân xa rời mà đường không tôi đi nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi buông bên rượu cay xử lý âm thanh của cái con vang số Wonderfuel 950 Bluetooth phải nói là quá tuyệt vời đúng không ạ? Tiếng ca ở đây thì mọi người có thể thấy là Huy đứng khá gần với loa và tiếng mic thì mở rất là lớn, hát nhẹ, khả năng rất là nhẹ. Mọi người có thể thấy là echo thì một tiếng rất là bay và khả năng chống hú thì ở trong nhà mà đúng không ạ? Trong nhà không gian gần mà đứng chống hú rất là tốt luôn. Đó. Ra ngoài trời anh em chúng ta có thể là mở mic lớn hơn nữa, chúng ta đi hát rất là thoát. Cấu hình này thì chỉ có sử dụng một cặp loa full 40 của AD thôi và thực sự là cái chất lượng rất là tốt, và phải nói cái dòng loa AD này đó là một trong những dòng loa ở phân khúc bình dân, nhưng mà phải nói ở trong cái phân khúc đó thì cái dòng này thì gần như là không có đối thủ. Huy đã test rất là nhiều cấu hình âm thanh, mọi người biết rồi, bên Huy đã làm rất là lâu năm rồi. Với cái dòng này thì thực sự cái mic của nó cho ra nó gần bằng hai cặp
40 bình thường ngoài thị trường. Thì thay vì những cái dòng phổ thông ngoài thị trường, những cái sản phẩm rẻ tiền thì chúng ta phải sử dụng ít nhất là hai cặp, thì cái tiếng mic nó mới cho ra được lớn như vậy. Vì đừng nói cái độ lớn của tiếng micro nha. Còn bình thường chúng ta xài một cặp tiếng mic sẽ không thể lớn, không thể nhẹ được như này. Chúng ta phải xài hai cặp thì tiếng mic mới lớn được như này thôi. Còn chưa nói đến cái độ mà chi tiết độ hay. Dòng này phải nói là từ cái củ loa bát 3D, jack AD và hệ thống phân tần càng rất là tuyệt vời. Và ngoài cái thiết bị loa, ví dụ loa hay rồi đúng không ạ? Loa hay rồi thì đương nhiên cái hệ thống xử lý của nó cũng phải hay nữa thì nó mới cho ra tuyệt vời như vậy. Chứ không chỉ là một mình loa hay là quyết định được. Cái cấu hình này thì nó được đồng bộ toàn bộ. Mọi người có thể thấy là AD và Wonderfield, loa đồng bộ của AD và thiết bị của nó hiện tại lại là Wonderfield. Chính vì thế nó chất âm nó rất là hay. Vang số Wonderfield 950 lút. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì đối với những cái cấu hình lần trước thì bên Huy xài cái dòng vang X6. Thì X6 thì thực chất là cái tiếng mic của nó cũng tạm ổn rồi nha. Chứ mình cũng không thể đòi hỏi cao ở những cái dòng vang X6 cũng được. Nhưng mà sang con này thì mọi người có thể thấy là mic nó thoát hơn vào đây. Nó bắt mic rất là tốt, chống mũi tốt. Và khi mà mình hát gần loa, nó không bị cái tiếng ca mình cảm giác nó thoát, nó không bị quặn tiếng. Tương tự như nếu mà những anh em mà dùng những cái dòng vang số loại rẻ tiền đi, những cái dòng vang số không phải của Wonderfield, thì khi mà mình hát ở gần thì mọi người sẽ cảm giác là cái mic nó bị quặn tiếng, nó không có rõ, nó không phát ra được. Nó cứ khi mà mọi người nghe thực tế bên ngoài, mọi người sẽ phân biệt rõ nhất nó bị quặn. Cái dòng này nó không bị quặn tiếng, rất là tuyệt vời. Thiết bị xử lý toàn bộ Wonderfield này, vang Wonderfield, micro Wonderfield, rồi hai cái này là thiết bị chính để xử lý linh hồn của cả dàn âm thanh nó nằm ở đây. Thiết bị xử lý ở đây và micro thì rất là tuyệt vời, bắt mic đúng không ạ? Ok, hiện tại thì bộ này Huy đã setup xong hết hoàn chỉnh rồi. Bây giờ thì đợi đến ngày chủ nhật tuần này. Hôm nay là cái clip hôm nay Huy quay là vô ngày thứ sáu thì ngày chủ nhật Huy sẽ bàn giao tại Đồng Nai, thì sẽ hẹn tất cả mọi người đang theo dõi clip của Huy vào sáng ngày chủ nhật. Huy sẽ bàn giao tại Đồng Nai và sẽ có clip để gửi tới cho tất cả mọi người nha. Và anh em nào chúng ta đang quan tâm những dòng sản phẩm của Wonderfield này cũng như là AD thì hiện tại bên Huy trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều khách hàng nhầm lẫn. Tại vì hiện tại thì bên Huy là phân phối mặt hàng của Wonderfield, và bên Huy và bên Thanh Huy phân phối AD là hai đơn vị khác nhau hoàn toàn, hai đơn vị khác nhau. Trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều khách hàng bị nhầm lẫn giữa bên Huy Wonderfield và Huy AD, hai đơn vị khác nhau. Bên Huy Wonderfield tại địa chỉ số 340 đối với Big. Chính vì thế là khách hàng nào mà quan tâm những dòng sản phẩm của Wonderfield này cũng như là AD thì mọi người có thể là cái lệnh sử dụng này gặp trực tiếp Huy và chúng ta sẽ tham khảo những cái dòng sản phẩm AD và Wonderfield của mình Huy luôn có sẵn để gửi tới mọi người. Nếu mọi người xem clip này thấy hay này, hãy cho Huy xin một like video nhé. Những anh em nào mà chưa nhấn subscribe, chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký để cập nhật những sản phẩm mới của Huy nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau của Huy ạ. Xin chào mọi người. Ngọt ngào đến mấy cũng tận mây, giải cờ ối khi đang bàn tay, yêu thương chào em chỉ giữ lại đây, anh này, xem như em chẳng.